Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm nay, bất ngờ Hải quân của Nga đã đụng nảy lửa với tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Kết quả là tiếng súng đã nổ. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, Trung Quốc đã bất ngờ điều thêm một tàu sân bay mới tiến ra Biển Đông, mục đích là để dương oai và thách thức thế giới. Thì ngay lập tức hôm qua, giới thạo tin cho biết Hải quân của Nga đã đụng độ căng thẳng với tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc có tên là Sơn Đông ở Biển Đông, có một cái tin được cho là rất bức xúc với cả Hải quân Mỹ và Nga, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khi tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa cho rằng, việc Trung Quốc đưa tàu sân bay mới có tên là Sơn Đông ra Biển Đông nhằm nhắn nhủ với cả các nước rằng Biển Đông là của riêng Trung Quốc, vì thế, bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm tới Biển Đông đều bị Trung Quốc đáp trả mạnh mẽ, và chúng tôi quyết tâm bảo vệ con đường lưỡi bò, bảo vệ 7 hòn đảo nhân tạo, cũng như các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Đó là lời của người phát ngôn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh như vậy. Thưa quý vị, ngay lập tức, truyền thông của Nga đưa tin, chính quyền của Tổng thống Putin đã nhận thấy rõ sự toan tính của phía Trung Quốc khi điều tàu sân bay thứ hai ra Biển Đông. Nga cho rằng, hành động này của phía Trung Quốc phải được dập tắt ngay lập tức, nếu không phía Bắc Kinh sẽ lại bành trướng và ngỗ ngược như giai đoạn trước, thì an ninh hàng hải ở ngoài Biển Đông sẽ bị đe dọa một cách trầm trọng. Có rất nhiều bạn đọc thắc mắc giai đoạn trước của phía Trung Quốc là giai đoạn nào, thì xin thưa với quý vị, từ hồi tháng trước, phía Trung Quốc đã liên tục điều một nhóm tàu gồm 30 chiếc gồm tàu hải cảnh, tàu cảnh sát biển, tàu dân phòng, tàu dân binh và tàu chiến, mang vũ khí hạng nặng giả danh tàu đánh cá để hộ tống con tàu khảo sát địa chất Hải Dương 10 của phía Trung Quốc tiến vào Biển Đông để xâm phạm đến các vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, xâm phạm trực tiếp đến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đó là ở bãi Tư Chính. Và hành động của phía Trung Quốc được cho là ngang ngược, ngỗ ngược, bắt nạt các nước trong khu vực, nhận thấy rõ sự nguy hiểm và âm mưu bành trướng của chính quyền ông Tập Cận Bình, Tổng thống Nga ông Putin đã ra lệnh cho Hải quân, quân đội của Nga ngay lập tức điều 3 tàu chiến tiến ra Biển Đông để ngăn chặn tàu sân bay của phía Trung Quốc. Và hôm kia, tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc tiến ra Biển Đông, truyền thông của Nga đã đưa tin tiếng súng đã nổ. Hải quân của Nga đã ngay lập tức cho bắn đạn thật về phía tàu sân bay của phía Trung Quốc vì đụng độ xảy ra trên Biển Đông là cực lớn. Theo tờ báo Moscow trích dẫn lời một chỉ huy hải quân của Nga cho biết, khi tàu của chúng tôi tiến vào Biển Đông, thì ngay lập tức đã bị một nhóm tàu cùng với tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ra tín hiệu chặn lại, không cho tàu của chúng tôi di chuyển vào Biển Đông. Ngay sau đó, căng thẳng đã xảy ra giữa hải quân Nga và Trung Quốc. Thấy rõ được sự hung hăng và ngang ngược của tàu Trung Quốc, chúng tôi đã ra lệnh nổ súng bắn thẳng vào con tàu của phía Trung Quốc. Và vị chỉ huy của Nga còn cho biết thêm, có một điều khá ngạc nhiên, đó là không thấy sự phản ứng hay đáp trả lại nào từ phía Trung Quốc. Khi chúng tôi khai tiếng súng, thì lập tức tàu của Trung Quốc đã giãn ra, tránh đường cho tàu chúng tôi đi chứ không có một động thái đáp trả, không giống như lời tuyên bố đanh thép trước đó của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa. Hải quân của Nga cho rằng, Trung Quốc cũng chỉ là hồ giấy, việc Trung Quốc mới cho ra lò tàu sân bay Sơn Đông, thực chất chỉ là đồ xưởng, một đống sắt vụn, với một thiết kế đi lấy trộm của nước ngoài mang về để lắp ghép, chứ thực tế không có gì đáng to tát mà báo giới của Trung Quốc mấy ngày qua đã hết sức ca tụng. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về tàu sân bay và tàu chiến của quốc tế cho rằng, tàu sân bay mới đây của phía Trung Quốc chỉ là mô hình biểu tượng, phô trương lởm của ông Tập Cận Bình để dương oai và phô trương sức mạnh trước các nước có vùng Biển Đông ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chứ thực tế nó chẳng có gì đáng nguy hiểm như các tờ báo của phía Trung Quốc đã đưa tin trước đó. Thưa quý vị, được biết tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc tên là China Morning Post đã tung hô rằng Sơn Đông hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo và là chiếc thứ hai của nước này chính thức được đưa vào hoạt động và bàn giao cho Hải quân của Trung Quốc tiến vào Biển Đông. Và đó là một trong những tàu bay cỡ lớn, hiện đại bậc nhất và mang rất nhiều vũ khí như tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom. Và đích thân Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tới đảo Hải Nam để chủ trì buổi lễ bàn giao tàu sân bay. Tờ báo China của Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng, việc đưa hàng không mẫu hạm mới mang tên là Sơn Đông vào hoạt động chính thức được Trung Quốc xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng sức mạnh hải quân của đất nước. Tờ báo còn trích dẫn lời của các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình tự tin cho rằng, hải quân của Trung Quốc sẽ là một trong những quân đội mạnh nhất trên thế giới và sẽ đánh bại Mỹ, Nga, Anh, Nhật, Pháp, Đức và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh, được cải tạo từ lớp tàu mua từ Ukraine năm 1998. Các nhà quan sát cho rằng,
Trung Quốc quá là khôn lỏi khi quyết định mua của tàu sân bay thải ra từ phía Ukraine để về nghiên cứu máy móc, để chế tạo ra con tàu sân bay Sơn Đông. Chứ thực tế Trung Quốc không tự phát minh, cũng không tự sáng kiến ra con tàu sân bay, mà Trung Quốc đi học lỏm, cũng như là ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ từ con tàu sân bay cũ của nước ngoài, mà ở đây chính là tàu sân bay cũ của Ukraine. Thưa quý vị, theo tờ báo, Tokyo của Nhật Bản chỉ rõ ra rằng, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc có thể chỉ là hồ giấy. Giới phân tích quân sự của Nhật Bản cho rằng, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc chỉ là bản sao của tàu sân bay Liaoning, nơi mà Trung Quốc đã mua lại tàu cũ của Nga để về chế tạo thành tàu mới. Vì thế nó có vô vàn các hạn chế, trên tàu không có tên lửa, cũng như ngư lôi phóng hỏa như báo giới Trung Quốc đã từng đưa tin. Tên tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho rằng, hải quân của Mỹ mới là số 1 trên thế giới, còn hải quân của Nga là số 2. Bởi vì Mỹ đang sở hữu hạm đội Thái Bình Dương, hay còn gọi là hạm đội 7 trên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mạnh nhất trên thế giới. Thưa quý vị, có một tin rất mới, và một cái tin được cho là được khá nhiều người quan tâm khi hôm qua Trung Quốc đã lớn giọng dọa Nga vì cho rằng hải quân của Nga đã bắn đạn thật vào tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Biển Đông. Hành động được cho là trả đũa và dằn mặt hải quân Nga, khi cho rằng hải quân của Nga đã uy hiếp tàu sân bay của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc đưa tin, Bộ Ngoại giao, quân đội cũng như các tướng lĩnh trong chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đồng loạt lên tiếng khi hai ngày liên tục hải quân của Nga đã bắt nạt cũng như uy hiếp các tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, đã cáo buộc Nga đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và hủy hoại hòa bình cũng như ổn định trên Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình cáo buộc Nga tiếp tục đưa tàu chiến tới Biển Đông để khuấy động, cũng như tạo thêm rắc rối dưới cái gọi là tự do hàng hải, và hải quân của Nga nên chấm dứt những hành vi khiêu khích như vậy nếu không muốn xảy ra những xung đột căng thẳng trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết thì Nga rất ít khi xảy ra những cuộc đụng độ trên Biển Đông. Ở Biển Đông chỉ xảy ra đụng độ căng thẳng cũng như nảy lửa giữa hải quân Mỹ và hải quân Trung Quốc. Sự việc mới đây cho thấy Biển Đông là quan trọng với cả thế giới như thế nào, và sự xuất hiện dày đặc của hải quân Nga trên Biển Đông cho thấy Nga đang rất quan tâm tới Biển Đông. Vì thế, theo giới quan sát cho biết, trong thời gian vừa qua, chính quyền của Tổng thống Putin liên tục theo dõi những động thái và hành vi của phía Trung Quốc và nhận thấy sự nguy hiểm trên Biển Đông. Hải quân của Nga đã ngay lập tức ra tay dập tắt, cũng như trừng trị phía Trung Quốc. Thưa quý vị, không có gì tuyệt vời bằng việc hải quân Nga, hải quân Mỹ và hải quân các nước lớn trên thế giới như Liên minh châu Âu và của Nhật, của Australia, Ấn Độ, cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á xuất hiện dày đặc trên Biển Đông để ngăn chặn cũng như dập tắt mọi âm mưu độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Và sắp tới Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng, bởi vì phía Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha Biển Đông. Giới quan sát cho biết trong thời gian sắp tới, các nước trên thế giới phải liên tục cảnh giác với cả Trung Quốc và liên tục theo dõi những động thái, hành vi trên Biển Đông của Bắc Kinh. Nếu như phía Trung Quốc bành trướng, ngỗ ngược, ngang ngược và có những hành vi xâm phạm và bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á thì các nước phải hợp sức lại để trừng trị phía Trung Quốc, dập tắt ngay những âm mưu nham hiểm của chính quyền ông Tập Cận Bình để trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bão lũ ầm ầm thêm mưa đá, quần đảo Trung Quốc ngày tận thế đã đến đối với các con sông thượng lưu đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh hoàn toàn thất thủ, làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ôm mặt khóc nức nở. Thưa quý vị, theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cảnh tượng nhà nhà ngập, lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy. Hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong biển nước. Lũ đổ về khiến ô tô, xe máy trôi linh láng như cá bơi dưới dòng sông. Không những thế, dân Trung Quốc còn cho đăng tải những đoạn video tầm 3 đến 5 phút được ghi từ điện thoại lên mạng YouTube và Facebook cho thấy. Không chỉ những đợt lũ quét từ thượng nguồn đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng những quả bóng bay, khiến cho nhiều làng mạc, cây trái, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá hết sức nặng nề. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình vô cùng sốt ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Chính quyền của ông Tập giờ chỉ còn biết hối hận và sám hối, ngồi cầu nguyện cho mẹ thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc.
Nhưng điều này quả thật là khó khăn bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ. Nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc, bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền của ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần, núi lửa tiếp diễn trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán lánh nạn. Thưa quý vị, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân, ích kỷ, hẹp hòi, thâm độc, nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc, giết hại dân chúng các nước nên trời không dung, đất không tha. Do vậy, ông trời thường rất công minh và công bằng. Ông trời đã nhìn thấy những kẻ phát xít chuyên kiếp gian ác, ác với cả chính nhân dân của mình. Cho nên bây giờ bị đại họa ập đến quả là không ngoa một chút nào. Ý kiến khác cho rằng thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội của Trung Quốc mà thôi. Người có tiền có điều kiện thì sơ tán, nhìn sang nước ngoài để trú bão, tránh động đất sóng thần. Người không có điều kiện, có con nhỏ, có người già thì đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc là trở về những miền quê xa tít tắp để lánh nạn. Quả thật, chứng kiến những video đăng tải trên mạng cho thấy mấy ngày vừa qua mới thấy được nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thật là khủng khiếp. Vậy câu hỏi đặt ra là sau đợt thảm họa này, chính quyền của ông ta có thay tính đổi nét hay không? Nghĩa là sống tốt và đối xử tốt với các nước láng giềng hay các nước trên thế giới nữa hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng chắc chắn là không rồi. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân hay ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ là ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn liên tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Điều này đã bị hầu như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên án phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xua tan đi tất cả, vẫn bất chấp tất cả, bất chấp cả luật pháp quốc tế để hòng thực hiện được những cái âm mưu thâm độc của mình. Trung Quốc đang bị thiên tai, dịch bệnh hoành hành. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập vẫn điều binh lính, xe bọc thép, tên lửa lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ để đi xâm chiếm dãy núi Himalaya của New Delhi. Điều này cho thấy rằng tham vọng của Trung Quốc là vô cùng dã man. Cho nên bây giờ trời và đất đã nổi giận thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc quả là không hề sai. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải nhiều về những trận mưa to, gió lớn, những trận động đất sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua hay không đưa ra một thông tin nào liên quan tới đập tam hiệp của nước này khi nó đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Nhưng thế giới lại biết rất rõ một điều rằng Trung Quốc đang bị trời và đang bị đất ra tay trừng phạt vì những tội lỗi của chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ, sạt lở và sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 3 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên tới hàng trăm triệu người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đong đếm được, cũng như dịch bệnh COVID-19 năm vừa qua ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và nhiều tỉnh thành khác, phía chính quyền Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin, không loan ra cho thế giới biết để bây giờ Trung Quốc thật hối hận khi dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới và các vùng lãnh thổ, làm đau thương cho toàn bộ thế giới này. Điều này cho thấy rằng việc bưng bít thông tin là quá nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo các cơ quan theo dõi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga và Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 31 tỉnh, thành phố phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn, bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng đáng báo động. Khả năng xảy ra vỡ đê ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%, bởi vì từ đầu tháng tới đây, nghĩa là trải qua nhiều ngày đêm vừa qua, thời tiết xấu liên tục hoành hành ở nhiều vùng miền rộng lớn của Trung Quốc. Đại lục, đất nước đang có gần 1,4 tỷ dân này đã đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ mẹ thiên nhiên. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán.
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh của Trung Quốc hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại ở thời điểm bây giờ. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc để xảy ra tình trạng trên tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì chính quyền của ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái gì? Là phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hỏng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Ngoài ra, tội ác của Trung Quốc còn quá tày đình khi giết hại 120 binh lính của Ấn Độ, khiến hơn 1 tỷ người dân New Delhi đã đồng loạt đốt cờ Trung Quốc, đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình để trả thù. Đó chính là tội ác mà bây giờ trời và đất sẽ nổi dậy, thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh. Điều đó là hoàn toàn thích đáng và nó đúng theo quy luật của tự nhiên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu và rất buồn cho phía Trung Quốc khi hôm qua Đài khí tượng Thủy văn của Mỹ, Nga và Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới hoặc có khi hết tháng 8 này, Trung Quốc vẫn xuất hiện những trận bão lớn, mưa to, gió giật, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở đất liên tục xảy ra. Và nếu điều này thành hiện thực thì không chỉ con sông Dương Tử bị đe dọa mà hơn 200 con sông lớn nhỏ của Trung Quốc đều có thể bị vỡ đê. Và không chỉ có con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc có nguy cơ bị xóa sổ, mà cả quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cũng có nguy cơ bị vùi lấp trong nước lũ. Hiện nay, sạt lở đất và ngập úng xảy ra hầu hết các nơi của đại lục. Một số quan chức của Trung Quốc phải thốt lên rằng năm nay đúng là một năm đen đủi của Trung Quốc, năm đại họa của Bắc Kinh. Khi mà dịch bệnh virus corona và bão, gió liên tục ập vào thủ đô của Trung Quốc làm cho đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang phải chật vật sống qua cảnh màn trời chiếu đất. Những trận động đất, núi lửa, ngập lụt gây ra thiệt hại nặng nề khiến cho Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Đấy là Trung Quốc còn may khi con đập Tam Hiệp của nước này vẫn chưa bị vỡ, trong khi thiên tai, dịch bệnh thì liên tục hoành hành. Và nếu như nó bị vỡ thì 2/3 của đất nước Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Khi đó, Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ của thế giới nữa. Thưa quý vị, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học và các nhà cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện, làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên của vùng đó. Lẽ tất nhiên là bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác, người trả đũa lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả, trong khi rất nhiều miền trên nhiều đất nước như miền Tây của Việt Nam đang khô hạn và thiếu nước ngọt thì Trung Quốc phải uống rất nhiều nước. Nông nghiệp của Việt Nam thiệt hại 1 thì lũ lụt của Trung Quốc gây ra thiệt hại 10. Đây chính là hệ quả tất yếu của một cái thói không tàn mà phía Trung Quốc đang phải gánh chịu. Hiện tại, phía Trung Quốc đang gặp rất nhiều những tình huống éo le và gặp vận đen. Tuy nhiên, trên thế giới không một nước nào hỗ trợ Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc tự gây ra họa thì tự đi mà gánh. Luật nhân quả, luật báo ứng đối với Trung Quốc là hoàn toàn có thật và hoàn toàn chính đáng. Thế giới này rất công bằng, luật nhân quả và mẹ thiên nhiên cũng rất công bằng. Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc tự gánh chịu mà thôi. Cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc yên thân thì phải đối xử tốt với cả những nước láng giềng, đặc biệt là phải đối xử tốt với Việt Nam. Không đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, cho rút toàn bộ tàu thuyền giàn khoan ra khỏi vùng Biển Đông và cắt đứt con đường lưỡi bò chín đoạn cũng như là phá hủy 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp đi, nếu không Trung Quốc sẽ còn gánh chịu nhiều hậu quả thương đau chồng chất trong tương lai nữa. Đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao khoảng 49 mét di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết, hôm qua sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng 16 phút 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 60.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, có hàng triệu người dân của phía Trung Quốc chạy tán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam.
Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Dương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao, nay còn lại cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét, có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và nổi tiếng trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này đã khiến cho giới chức của Trung Quốc mất an, mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện, sám hối những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại. Để bây giờ bị quả báo ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ có đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận, và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì chính Trung Quốc đã phát tán ra con virus Vũ Hán đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này, nên bây giờ phải chịu những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ, hống hách khi không tôn trọng luật pháp quốc tế và các nước trên thế giới, nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua vào lúc 19:30 trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính phủ của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 2 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay, thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người và bây giờ thì lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng, hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua, truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai chiến tuyến để tăng cường lực lượng quân sự thị uy Dương Oai, đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết rằng, mặc dù gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất không nhà, không cửa, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận múa võ Dương Oai, ngoài mục đích là để thách thức thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to, gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn, đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập vẫn chưa thấy sợ sự trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết chắc bây giờ chỉ có một cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là đập vỡ con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Bởi vì chỉ khi con đập này vỡ thì chính phủ Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và khi đó cái chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ, chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hùng hổ và hống hách lắm. Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho kinh tế của Trung Quốc kiệt quệ,
Tờ báo của Trung Quốc cho biết hôm qua, nước lũ đã còn xuyên thẳng qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy tán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê khác hoặc trốn sang các nước ngoài để tránh, còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt, nguồn thượng lưu và hạ lưu tràn về làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn cấp khi mà Hồng Thủy số 1 trên sông Trường Giang 2, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức cảnh báo cao lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm liên hoa đường trên sông Trường Giang sắp xỉ là 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra, nghĩa là bây giờ 3 cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét, sạt lở vẫn xảy ra ở hầu hết như toàn bộ 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua đưa tin, mực nước hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến các địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này, mức nước vượt mực báo động đỏ, nhiều hơn hàng năm lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc với mưa lũ, trong đó các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang ở cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm vừa qua. Nước lũ trải qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90-150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt hạn hán ở Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc. Một hiện tượng lạ và hiếm gặp, 1.000 năm nay mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục. Và đây chính là một điểm báo rất xấu cho phía Trung Quốc trong năm 2022. Tờ báo của quốc tế cho biết khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa qua khi khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nắng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết này dày khoảng 30-60cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100cm. Thảo Nguyên nằm ở khu vực độ cao 2.400m so với mực nước biển. Dù Thảo Nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết giữa mùa hè và những năm trước, tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi. Tuy nhiên, nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên.
tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố phong ba, động đất sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 28 tỉnh, thành phố phía Nam của phía Trung Quốc. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi, nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Và tất cả các tin tức liên quan tới tình hình lũ lụt, bão tố, phong ba, động đất sóng thần, đại họa đến từ phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Chiến hạm Mỹ, Nhật, Australia tập trận tại Biển Đông. Chiến hạm từ ba nước Mỹ, Nhật Bản và Australia tập trận trên Biển Đông nhằm phát đi thông điệp thúc đẩy tự do hàng hải và ủng hộ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Atlas Book USS Mormon Dedeker 92 của Mỹ đã cùng chiến hạm thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản GMSDF và Hải quân Hoàng gia Australia Dan tới Biển Đông để tham gia cuộc huấn luyện đa quốc gia đã kết thúc. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm giải quyết các ưu tiên và mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, tăng cường khả năng tương tác và giao tiếp, đồng thời phát triển các mối quan hệ các bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tự do hàng hải nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Các hoạt động được tiến hành nhằm duy trì an ninh hàng hải và sự sẵn sàng cũng như ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong khu vực. Chiến hạm Motion tự hào là một phần của sự kiện này. Hải quân Mỹ cam kết tăng cường khả năng tương tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực để đảm bảo an ninh bền vững và ổn định của các vùng biển trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập ba bên này tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hải quân của chúng tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác. Ông Eric Robert, sĩ quan chỉ huy của tàu USS Motion cho biết, ngoài tàu Motion, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Morasem của Nhật Bản, tàu khu trục Atuna của Australia và một chiếc máy bay P-8 của Hải quân Mỹ. Đại họa tiếp tục dội lên đầu phía Trung Quốc khi hôm kia vòi rồng bạch tuộc vừa càn quét tan nát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thì ngày hôm qua núi lửa lại tiếp tục tuôn trào vùi lấp hai thành phố xinh đẹp khác của Trung Quốc, làm cho toàn bộ miền Nam của Bắc Kinh chìm trong khói lửa và nham thạch. Và hai thành phố của Trung Quốc bị vùi dập trong khói bụi và đống đổ nát. Đó là thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, khiến cho giới chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục sửng sốt và bất ngờ. Thưa quý vị, hôm qua vào lúc 19 giờ 30 phút, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát một bản tin nói về núi lửa tuôn trào ở thành phố Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam Trung Quốc, khiến cho dân chúng ở nơi đây chạy tán loạn. Nham thạch đã phủ kín toàn bộ hai thành phố này, khói bụi và đống đổ nát lan tràn ra khắp mọi nơi, khiến cho giới chức của hai tỉnh này vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không làm gì để cứu giúp cho những người dân vô tội. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn đang mải mê hống hách bành trướng ở ngoài Biển Đông khi Hải quân của Bắc Kinh đang cho tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để thị uy sức mạnh, thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Mỹ và thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, trong nước của Trung Quốc thì động đất, lũ lụt, sạt lở, vỡ đê, vòi rồng và núi lửa. Tuy nhiên, người đứng đầu của Vương quốc ông Tập đã không quan tâm, lo lắng cho dân chúng. Ông ta chỉ nhăm nhe ấp ủ âm mưu, thủ đoạn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ, đánh nhau với các nước hòng xâm chiếm lãnh thổ của Ấn Độ, Triều Tiên, Nepal, trong đó có cả Nga. Vì thế mà khi có động đất sóng thần và núi lửa ập đến, hàng triệu người dân của Trung Quốc đã phải tự bấu víu vào nhau để chạy tán loạn mong được thoát thân. Thiệt hại về của cải gần như là 100%, bởi đến nhà xây cao tới 10 tầng thì nước lũ đã ngập tới tầng thứ 9. Các nhà phân tích cho biết thêm, khi đại họa thiên tai ập đến, đã có rất nhiều người dân xấu số của Trung Quốc đã thiệt mạng và mất tích. Dự báo là rất nhiều bởi vì cảnh nhà cửa tan hoang, làng mạc bị phá hoại, thành phố bị tàn phá trong mưa bụi và bão tố. Tuy nhiên, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV và một kênh truyền thông uy tín nhất của Trung Quốc là tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm qua chỉ đưa tin có 3 người thiệt mạng do mưa lũ cuốn trôi. Điều đó cho thấy rằng chính phủ của Trung Quốc hình như là đang cố tình bưng bít thông tin về hạn hán, lũ lụt, thiên tai do mẹ thiên nhiên gây ra. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tính đến ngày hôm qua đã là ngày thứ 39, tức là 39 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc liên tục bị mẹ thiên nhiên giáng những đòn đau để trừng trị phía Bắc Kinh. Hầu như lũ lụt, mưa to, bão tố phong ba, bão táp,
sạt lở sóng thần, núi lửa và vỡ đê liên tục, ảnh hưởng trầm trọng tới 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc, thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại, không một ai và không một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc không phải vì tính chất nhân đạo, mà ở đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã làm mất lòng tin đối với cộng đồng của quốc tế, cho nên khi xảy ra dịch bệnh hay hạn hán, lũ lụt, thiên tai, các nước đều quay lưng lại với cả phía Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang mất dần uy tín trên trường quốc tế. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin, hiện các tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên còn hai quả núi lửa nữa đang có biểu hiện tuôn trào và phát nổ trong một vài ngày tới. Hiện giới chức và các cơ quan chức năng dò phá núi lửa đang ra một thông báo khẩn để người dân chạy đi sơ tán lánh nạn. Nếu không, thương vong sẽ là vô cùng to lớn và thiệt hại ban đầu ước tính là hàng tỷ đô la Mỹ. Cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết một tin rất xấu đối với Trung Quốc, đó là tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần trong một tuần tới và những tuần tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện bầu trời vẫn đang rất u ám và u tối. Bầu trời luôn luôn trong tình trạng xám xịt, bao phủ toàn bộ những tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc. Do đó, lưu lượng nước tại những con sông như sông Dương Tử, sông Đường Giang, sông Hoàng Hà hay những nhánh của con sông này đang ở mức báo động đỏ. Nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất cao. Như vậy, phía Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra ngập úng, ngập lụt, lũ quét, sạt lở sóng thần, động đất, đặc biệt là vòi rồng. Điều này đang làm cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập lại không lo lắng cho người dân mà vẫn đem quân đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ của các nước khác. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, cơ quan tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trung ương của nước này vẫn đang cho đào bới những đống đổ nát và cung cấp mì gói cho những gia đình bị thiệt hại nặng nề. Có thể nói rằng, cho đến giờ phút này đúng là không thể nào đua được với cả thiên nhiên. Một khi đã để ông trời nổi giận thì thiệt hại sẽ là khôn lường. Người ta bảo rằng xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Ở những ngôi làng, những thành phố, những khu du lịch hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi của Trung Quốc, ví như khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn đã có niên đại lên tới 2.000 năm tuổi. Một khu du lịch với tuổi đời rất cao, với vẻ đẹp hoang sơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc và trên thế giới, nhưng cũng bị nhấn chìm chỉ sau một đêm lũ lụt, lũ quét ở thượng nguồn con sông Tam Hiệp đổ về. Để bây giờ, thiệt hại phía Trung Quốc đang phải gánh chịu là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trời và đất cũng như mẹ thiên nhiên đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới. Bởi vì những tội ác mà chính quyền của ông Tập gây ra trong thời gian vừa qua là vô cùng to lớn. Bây giờ ắt phải nhận được những nghiệp báo, nghiệp chướng, nghiệp quật giáng lên đầu chính quyền ông Tập. Và nếu như đúng theo quy luật của thiên nhiên thì những điều trên hoàn toàn là chính đáng. Đấy chính là một bài học, là một lời cảnh tỉnh để cho chính quyền của ông ta tỉnh giấc mà ngồi dậy cầu nguyện sám hối với cả nhân dân các nước trên thế giới. Và nếu như trong thời gian tới, chính quyền của ông Tập còn dám tiếp tục đi bành trướng, bắt nạt ở ngoài Biển Đông, dám đi xâm chiếm lãnh thổ các nước láng giềng xung quanh mình, dám đem con virus Vũ Hán ra lây lan cho toàn nhân loại, thì không chỉ có miền Nam của Trung Quốc bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, mà ngay cả miền Bắc, nhất là những nơi nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Quảng Trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, nơi cơ quan đầu não của chính quyền ông Tập rồi cũng có một ngày bị tàn phá và bị vùi dập. Thưa quý vị, theo lời kể lại của hai người dân ở tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên cùng những nhân chứng sống ở tỉnh Trùng Khánh cho biết, mưa lớn, sạt lở, lũ quét, sóng thần, động đất, vỡ đê đến nay đã là ngày thứ 39 ập đến phía Trung Quốc nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cách đây 3 hôm thì hai trận động đất mạnh dưới lòng đất đã xảy ra. Hôm kia thì vòi rồng xuất hiện cuốn trôi đi tất cả. Hôm qua thì một ngọn núi lửa mang tên Simatua đã tuôn trào, khiến cho khói bụi nham thạch phủ kín hai nơi lộng lẫy nhất của Trung Quốc, đó là Vân Nam và Tứ Xuyên, khiến cho ít nhất 150 triệu người dân của Trung Quốc đại lục tiếp tục chạy tán loạn đi sơ tán. Hơn một nửa trong số đó đã quyết định rời bỏ miền Nam của Trung Quốc để đi về phía Tây Tạng. Một số khác thì bỏ lên Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Số còn lại đã chạy sang biên giới của nước Lào và Việt Nam. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc.
Hôm qua, một hãng truyền thông lớn của Mỹ cho biết báo cáo một tin buồn đối với Trung Quốc khi nửa cuối năm nay, bão dồn dập và lũ lụt hạn hán liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Những diễn biến thời tiết bất thường ở Trung Quốc liên tục xảy ra, đặc biệt là ở Tây Tạng. Hiện tại đang là mùa hè, nhưng bão tuyết đang phủ kín vùng này. Bão trên biển cũng đang xuất hiện dồn dập quanh quần đảo Phú Lâm cũng như quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc thường xuyên nhận vờ đó là chủ quyền của Bắc Kinh. Trung Quốc đang hứng chịu mưa lũ lịch sử kéo dài hơn một tháng vừa qua, khiến hàng triệu người dân đang điêu đứng, phần nào phản ánh mức độ ngày càng phức tạp và cực đoan của thiên tai trên thế giới, đặc biệt là trong năm 2022. Ở Việt Nam, khi bước vào tháng 3, nhiều người lo ngại về tình hình mưa lũ thiên tai mà phía Trung Quốc lây lan hoặc có ảnh hưởng, nhưng các chuyên gia cho rằng dịch bệnh cũng như tình hình thiên tai của phía Trung Quốc không làm ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Giả sử con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc có vỡ toang ra thì Việt Nam cũng không bị ảnh hưởng gì. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV 7 đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc đưa vào biên chế các đơn vị tiêm kích tàng hình thế hệ mới G20. G20 là một trong hai tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 được triển khai từ cấp phi đội trên thế giới, chiếc còn lại là F-35 của Mỹ. Tiêm kích tàng hình này được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc PLA. Máy bay này có chi phí nghiên cứu là phát triển khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, ít hơn 10% so với F-35. G20 hiện được coi là một trong những tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới và thiết kế của nó đã được cải thiện đáng kể từ khi đi vào hoạt động với sự tích hợp của hệ thống điện tử hàng không, lớp phủ tàng hình và động cơ mới. Bản tin gần đây từ CCTV cho hay, lực lượng không quân giải phóng quân nhân dân Trung Quốc PLA đã triển khai một lữ đoàn G20 mới, biến thể tăng cường của G20A, trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Phương Bắc, trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được triển khai ngoài Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông và Miền Nam, vốn được ưu tiên nhận các tiêm kích tàng hình mới. Tiêm kích tàng hình G20A trong lữ đoàn mới tích hợp động cơ WS-10C mới do Trung Quốc tự phát triển, được quảng cáo là mang lại hiệu suất cải thiện nhiều so với các phiên bản động cơ trước đó được trang bị cho G20. WS-10C là động cơ thứ 3 được sử dụng bởi các tiêm kích tàng hình G20. Máy bay này ban đầu sử dụng AL-31FM1 của Nga, vốn được sản xuất cho máy bay tiêm kích bom Su-34 trước khi chuyển sang một biến thể WS-10 cũ hơn. WS-10C được coi là một trong những động cơ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ tư có năng lực nhất trên thế giới, mặc dù nó vẫn còn kém tương đối xa so với động cơ Saturn-30 của Nga, đang được phát triển cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57. Hay động cơ WS-15 của chính Trung Quốc, dự kiến được tích hợp trên các thế hệ tiêm kích tàng hình G20 trong tương lai. Một biến thể mới của G20, dòng G20B, được đưa vào sản xuất vào năm 2020 và hiện nay có tin nói một biến thể hai chỗ ngồi dự kiến sẽ ra mắt. Khi được đưa vào trang bị tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không thế hệ thứ 5 Chengdu G20 của Trung Quốc, đã trở thành tiêm kích tàng hình hoạt động duy nhất được phát triển bên ngoài Mỹ, một biểu tượng nổi bật cho thấy Trung Quốc nổi lên như một nhà sản xuất máy bay quân sự hiện đại hàng đầu. Máy bay này là một tiêm kích tàng hình chiếm ưu thế trên không hạng nặng, được kỳ vọng sẽ kế nhiệm chiếc J-11B trước đây đã hình thành trụ cột của không quân Trung Quốc. G-20 được thiết kế để đảm nhận cùng một vai trò với tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ, trong khi G-20 được tích hợp nhiều công nghệ mới hiện đại từ cảm biến và vũ khí cho đến việc giảm tiết diện radar. Một khiếm khuyết lớn là việc nó phụ thuộc vào động cơ AL-31FM2 của Nga. Những động cơ này lần đầu tiên được đưa vào trang bị trong không quân Nga vào năm 2014 và được phát triển cho tiêm kích tàng hình tấn công thế hệ thứ tư cộng Su-34. Các động cơ AL-31FM2 cũng có nhiều điểm tương đồng với động cơ AL-41F1S được phát triển cho tiêm kích Su-35 của Nga, nhưng mạnh hơn một chút. Trung Quốc đã mua một số ít Su-35 và nhiều người cho rằng đó là bởi họ muốn học hỏi công nghệ là chính, nhằm đến một lúc nào đó tự phát triển động cơ của riêng mình. Kể từ đó, các nỗ lực đã được thực hiện để phát hiện các động cơ bản địa phù hợp với G-20. Hiện đã có ít nhất hai thiết kế, đó là WS-10
và WS-15. Đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Đây cũng là nơi mà có nhiều cái xinh nhất Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triển đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn đã nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống ngày hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề rồi, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở những nơi này nắm bắt được tình hình rồi, nhưng họ không thể ngờ rằng được trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ, tính toán, phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ là tròn gần 40 ngày, nửa đêm không ngủ. Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê 40 ngày đêm cho thấy, hết mưa to, gió lớn, bão tố phong ba, mịt mờ, gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ của Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống. Đáng chú ý hơn cả là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ của Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thương của mẹ thiên nhiên và cho tới thời điểm hiện tại, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn, không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen của Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên quả là rất thích đáng. Nhiều nước trên thế giới không lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn những gì mà nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Tội lỗi và đau thương nhất ở đây chính là hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục. Họ rất thương cho những người dân của nước này bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi bởi vì ông ta đã bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi vừa qua, nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc, gây ra sạt lở nghiêm trọng, lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Không những thế, một số tỉnh phía Nam như Trùng Khánh, Hồ Điệp,
Vân Nam của Trung Quốc còn xuất hiện liên tiếp hai vụ động đất mạnh với cường độ từ 3,5 đến 4,9 độ Richter, khiến cho những nơi đây biến thành đống đổ nát và tro bụi, không khác gì sa mạc bị bỏ hoang. Do lượng nước xả từ 4 cửa xả của con đập Tam Hiệp và lượng nước đổ ra Biển Đông không ngăn được dòng chảy với tốc độ cao lên tới 50.000 mét khối trên giây đã tạo thành lũ ống và lũ quét. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã bị thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Cây trái, hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ, 28 tỉnh phía Nam của phía Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam của Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân ở Phượng Hoàng Cổ Trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao tới 9-10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập. Những tầng dưới coi như bây giờ chỉ có để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ của Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khôi phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới, lượng mưa, lũ quét, sạt lở, động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc và có thể gây ra cả những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận được những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối đối với cả phía Trung Quốc khi các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay tình đổi nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên, trời và đất sẽ nổi giận san phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một tình cảnh thậm tệ nhất trong vòng gần 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi, tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua cả Mỹ và Nga, chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng và bị mất lòng tin. 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc bây giờ chỉ còn có Pakistan, Nga là còn giữ quan hệ với cả Bắc Kinh. Hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên trái đất này đã cắt đứt quan hệ với Trung Quốc vì chính Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Hiện trên thế giới, chỉ còn một nước duy nhất đó là chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen Campuchia là thân cận với Bắc Kinh. Được biết, chính phủ Campuchia đã chi viện 20.000 tấn gạo và mì gói cho người dân của Trung Quốc khi mưa lũ ập đến. Điều đó cho thấy rằng đệ tử của ông Tập Cận Bình là ông Hun Sen tỏ ra rất trưởng thành. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở ngoài Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là đối với Ấn Độ và Triều Tiên thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa thì chắc chắn con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang rất thống hách, quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa ở quanh quần đảo Phú Lâm, giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân, hải quân và quân đội của Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như bảy hòn đảo phía Trung Quốc thì đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới của Ấn Độ bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết rằng trong nước thì liên tục bị động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống. Nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Điều đó cho thấy rằng tham vọng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình là rất lớn, mà các cụ nói rằng tham nhiều thì thâm nhiều. Vì thế, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, của Nhật, của Mỹ cho biết, Trung Quốc trong một đến vài tuần tới vẫn liên tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lũ quét, lũ ống. Bởi vì mưa to liên tục xuất hiện, bão tố mịt mờ liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc và chắc chắn rằng trong thời gian tới, nhiều thành phố của Trung Quốc sẽ sống trong cảnh ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới mà chúng tôi vừa mới cập nhật được về việc Trung Quốc đang vật lộn khắc phục điểm yếu lớn nhất của tiêm kích tàng hình J-20. Trong số tất cả các máy bay chiến đấu trong kho vũ khí của Trung Quốc, không loại nào quan trọng bằng tiêm kích tàng hình J-20. Nhưng J-20, giống như tất cả các máy bay Trung Quốc khác, đều gặp khó khăn do thiếu động cơ phản lực hiệu suất cao và bền bỉ. Vấn đề đó đã gây ra khó khăn cho ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc trong một thời gian dài, và đó là một trong những vấn đề mà Bắc Kinh đang nỗ lực khắc phục. Những việc sản xuất động cơ phản lực cực kỳ phức tạp. Timothy Hill, một nhà nghiên cứu quốc tế và quốc phòng cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Rand Corporation Mỹ, nói với Insider rằng, có một vài công nghệ thực sự đang ở đỉnh cao của các ngành sản xuất, chế tạo và động cơ phản lực là một trong số đó. Những công nghệ cao cấp này rất khó để làm chủ nên rất ít quốc gia thành công, nhiều quốc gia đã thất bại, Hill nói thêm. Khó khăn chính nằm ở khâu luyện kim và gia công. Ví dụ một động cơ trên máy bay dân dụng Boeing 747 có ít nhất 40.000 bộ phận. Nhiệt độ trong động cơ đó có thể lên tới 1.370 độ C và cánh quạt của nó có thể quay hơn 3.000 vòng một phút trong chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Bản thiết kế cho một động cơ như vậy có thể được sao chép, nhưng bí mật để sản xuất và tạo hình các bộ phận kim loại có thể chịu được nhiệt độ đó và quay với tốc độ khủng khiếp như vậy trong hàng nghìn giờ, chưa kể đến các yếu tố bên ngoài như lực cản gió và ăn mòn và không bị nứt vỡ, không dễ tìm kiếm. Một bất lợi khác đối với Trung Quốc là các chủ thể được giao nhiệm vụ phát triển những cỗ máy phức tạp này lại là các doanh nghiệp nhà nước. Nói về lịch sử, các doanh nghiệp nhà nước phải vật lộn với sự đổi mới và phát triển công nghệ tiên tiến. Việc dựa vào kỹ thuật đảo ngược sao chép cho thấy đây là vấn đề của Trung Quốc, mặc dù chắc chắn có những ngoại lệ. Hill nói, họ giỏi khi chỉ sao chép các thành phần đơn giản hơn và xây dựng những thứ đơn giản hơn. Tất cả những điều này sao chép động cơ máy bay đòi hỏi trình độ chuyên môn và năng lực mà các doanh nghiệp nhà nước thường không giỏi lắm. Bạn phải nhận ra những hạn chế của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc khi nói đến đổi mới. Trung Quốc nhận thức rất rõ về vấn đề động cơ máy bay của họ. Liu Daxiang, Phó Giám đốc Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Nhà nước Trung Quốc, năm ngoái đã gọi việc phát triển động cơ phản lực trong nước là một nhiệm vụ chính trị nghiêm túc và cấp bách và nói rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Các quốc gia thành danh trong ngành hàng không đã trở nên khắt khe hơn với chúng tôi khi tiếp cận công nghệ. Liu nói và cho biết thêm rằng những nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm hạn chế công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho chúng ta biết rằng công nghệ quan trọng không thể mua được, ngay cả khi bạn chi rất nhiều tiền. Trong nỗ lực tiếp cận trực tiếp những bí mật về sản xuất máy bay phản lực, công ty hàng không nhà nước Trung Quốc Sky Region đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen, đã cố gắng mua cổ phần kiểm soát của Motosik và công ty Ukraine, một trong những nhà sản xuất động cơ trực thăng máy bay phản lực và tên lửa lớn nhất. Nhưng chính phủ Ukraine năm nay đã dừng thương vụ này, nhiều khả năng
là do áp lực từ Mỹ. Bất chấp thất bại, Trung Quốc đã đạt được một số tiến bộ. Các biến thể hiện đại của động cơ WS-10 đã tiến bộ đến mức một số máy bay phản lực của Trung Quốc đang được trang bị chúng, bao gồm nhiều chiếc J-20. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết WS-15, một động cơ được thiết kế đặc biệt cho J-20, có thể được hoàn thiện trong vòng 1 hoặc 2 năm, và một khi những động cơ đó được lắp đặt, J-20 sẽ ngang hàng với F-22 Raptor thế hệ thứ 5 của Mỹ. Nhưng nhiều thách thức vẫn còn, sự phức tạp của vật liệu và quy trình luyện kim, chi phí thuê, mua và duy trì đội ngũ chuyên môn khoa học và gia công, và sự miễn cưỡng của các quốc gia khác trong việc hỗ trợ Trung Quốc vì lo sợ bị đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ chỉ là một số ít trong số đó. Trung Quốc đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự trong việc sản xuất vi mạch và chất bán dẫn cao cấp, bất chấp hàng trăm triệu đô la và những nỗ lực lớn của các doanh nghiệp nhà nước. Trung Quốc vẫn chưa thể tạo ra chip máy tính của riêng mình. Lý do là một số công nghệ này cực kỳ khó thực hiện và bạn ném bao nhiêu tiền vào nó không quan trọng nếu bạn không có sự kết hợp phù hợp giữa con người, công nghệ và kỹ năng, ông Hết nói. Đại họa tiếp tục đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua thần sấm và thần sét chút giận ầm ầm và đùng đùng đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc và đánh lõm một đoạn đập Tam Hiệp khiến nguy cơ vỡ đê sông Dương Tử lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 40 đầy đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở dự báo là vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam của phía Trung Quốc trong những ngày tiếp theo, đặc biệt sẽ nhiều hơn vào nửa cuối tháng 4 năm 2022. Làm cho bầu trời Trung Quốc đầy xám xịt và u ám này lại càng trở nên đen tối hơn. Theo Cơ quan Phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cộng với sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã làm cho 20 triệu người dân của thành phố Hà Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc và An Huy thiệt hại nặng nề. Các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước. Có những nơi, vùng trũng ngập lên tới 11 mét, biến 3 tỉnh thành phía Nam nói trên của phía Trung Quốc phải hủy bỏ kỳ thi Đại học Quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc hệ thống sông Dương Tử đã buộc phải nâng cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở lên cấp độ 2, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng đã xuất hiện ở nhiều nơi dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 16 thành phố phía Nam của Trung Quốc chìm trong bóng tối. Rất nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đến gói mì tôm cũng không có mà ăn. Cảnh tượng lầm than bao trùm lên một bầu trời u ám, đen tối. Mọi người chỉ biết ngồi cầu nguyện và mong sao mưa bão sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình thường. Trước hơn một tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã quá khổ rồi. Nhiều ý kiến cho rằng người dân của Trung Quốc rất đáng thương và cần được giúp đỡ, một phần bởi vì họ đã thực sự kiệt sức khi hai năm qua phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề của con virus mang tên corona. Bây giờ lại đến sự nổi giận của thiên nhiên trút xuống, làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc hứng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc đại lục bây giờ chỉ mong muốn có một điều nhỏ nhoi, đó là cuộc sống họ trở lại bình thường. Thế giới không có chiến tranh, người người được hạnh phúc. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết, điều nhỏ nhoi đó có vẻ như cũng không được chính phủ và người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đáp ứng. Bởi vì Bắc Kinh đang trải qua những ngày tháng u ám đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Nhưng chính quyền của ông Tập hầu như đang bỏ mặc người dân, không quan tâm đến cứu giúp người dân trong cảnh hoạn nạn. Chính quyền của ông ta đang còn bận rộn cho những việc đi xâm chiếm Biển Đông và đánh nhau với tất cả các nước hòng chiếm đóng một phần lãnh thổ, lãnh hải của những nước xung quanh mình. Bằng chứng xác thực nhất đó là việc ngày hôm qua, thần sấm và sét đã dội đùng đùng làm đứt lưới điện quốc gia của Trung Quốc, nhưng chính quyền của họ Tập vẫn đem quân đội đi xâm chiếm Biển Đông ngay bây giờ. Và ngay lúc này, quân đội của Trung Quốc đang chờ tập trận bắn đạn thật ở 3 vùng biển. Một là vùng Biển Đông, khi hải quân của Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa bắn đạn thật đánh trận giả xung quanh đảo Phú Lâm, ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều bức xúc đối với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Hai là quân đội của ông Tập cũng đang cho diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan để dương oai thị uy sức mạnh nhằm khống chế vùng biển này.
ba là quân đội của Trung Quốc đang điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ xuất kích lên vùng biên giới giáp danh với cả Ấn Độ, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới và chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi. Các điều trên cho thấy rằng, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập, chỉ muốn thực hiện cái âm mưu đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải các nước, chứ họ Tập không quan tâm gì đến thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều tỉnh của Trung Quốc. Những điều rối ren trên đang khiến cho người dân của Bắc Kinh đang sống trong cảnh lầm than nay lại càng trở nên túng quẫn hơn. Rất nhiều nước đã tỏ ra thương tiếc cho người dân của Trung Hoa đại lục, nhưng họ chỉ biết cách nhìn chính quyền tham lam vô độ của chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính những chính sách sai trái và đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có như thế này. Hiện hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của họ Tập. Thưa quý vị, 3 tháng đầu năm nay, cả nước Trung Quốc đã xảy ra 168 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá, thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết, nhiều người bị mất tích, có tới hơn 130 người bị thương. Lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần đã làm cho 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan, ban ngành, chính phủ của Trung Quốc đã bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được. Nhưng điều đáng nói ở đây, hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và ngưng trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống điện lưới quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền của họ Tập lại không quan tâm tới những người dân. Trên thế giới cũng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp và giúp đỡ Trung Quốc, chỉ duy nhất có một nước, đó là chính quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Bởi vì mới đây, tờ báo China Morning Post cho biết Campuchia đã viện trợ 2.000 tấn gạo và mì tôm gói cho người dân Trung Quốc đại lục. Các nhà quan sát cho biết, điều đáng chú ý nhất ở đây là mực nước trên sông Dương Tử liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua, dâng lên tới mức độ đáng báo động đỏ, làm cho 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất ngày đêm 24/24 giờ, nếu không nguy cơ vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, do những chỉ đạo sai lầm và những đường lối sai trái của chính quyền ông Tập Cận Bình trong suốt thời gian qua, trên thế giới không một ai và không một nước nào dám ra tay chiến đấu lại với phía Trung Quốc trừ nước Mỹ. Và đứng trước tình cảnh đó, ông trời dường như đã nhìn thấy rõ tâm can và bộ mặt cũng như là tội ác của Trung Quốc nên đã sai trời, sai đất và sai mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị Trung Quốc để trừ họa cho thế giới. Trời và đất liên tục nổi giận cho chút những trận mưa to khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Gần 40 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc luôn trong cảnh u ám và đen tối, không một lúc nào sáng sủa cũng như có ánh nắng mặt trời. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã trải qua 40 ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, hết mưa bão mịt mờ, sóng to gió lớn, lũ quét sạt lở, sóng thần, động đất, thì hôm qua họ lại phải nhận thêm một sự trừng phạt từ thần sấm và thần sét. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn chưa ngưng tay trừng trị Trung Quốc, và đó chính là nhân quả báo ứng và nghiệp báo đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho nhân loại trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là cực xấu đối với người Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đang xảy ra ở khắp các vùng miền trên toàn bộ đất nước của Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này còn cho biết sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật, còn sau khi hạn hán nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp khiến giới chức của nước này không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, mưa liên tiếp trong hơn một tháng vừa qua không ngừng nghỉ, cộng với động đất sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba, đã khiến cho hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc bị ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề. Và tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 4 và dự báo nửa cuối tháng 4, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá khá nặng nề.
trên thế giới chưa thấy có một ai ra tay giúp đỡ Trung Quốc, không phải vì thế giới không thương cho người dân của Bắc Kinh, mà họ không muốn giúp đỡ chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì giúp đỡ xong, Trung Quốc lại quay ra gây gổ, xâm chiếm, đánh nhau thì lại mệt. Theo thống kê ban đầu, tính tới thời điểm hiện tại, 3 tỉnh, thành phố thiệt hại nặng nề nhất của Trung Quốc đó là thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua. Nơi đây cũng đang sở hữu con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là điểm đầu tiên trên thế giới có ca nhiễm chủng COVID-19 và đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi mà đang có khu du lịch nổi tiếng mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy, và điều đáng bàn ở đây là thời tiết ở những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ chồng lũ, kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan tới mưa lũ trong vài năm vừa qua đã khiến nền kinh tế của Trung Quốc thiệt hại tổng cộng 5,9 tỷ đô la. Mỹ, khắp các vùng miền phía Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ, hơn 120 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong năm nay. Theo trang Fox News, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng, mức cao thứ 3 trong thang cảnh báo cấp độ, và một loạt các tỉnh thành như ở thành phố Thượng Hải và Trung Khánh cũng liệt vào danh sách đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dự báo, những trận mưa xối xả sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Hình ảnh trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các tuyến đường và các đồng bằng của Trung Quốc đều ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập lên tới 11 mét. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, về phía Nam thuộc tỉnh Giang Tây, hơn 8.000 người đã phải sơ tán, 54 ngôi nhà đã bị đổ vì mưa lớn nhiều ngày qua. Tờ báo Nhân dân Nhật Báo còn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, trên cả nước, các thảm họa do lũ lụt gây ra đã phá hỏng 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Tân Hoa Xã cho biết nhiều khu vực đã phải nâng mức đối phó với lũ lụt vì mưa không ngừng nghỉ, càng khiến nước sông dâng cao và khiến con đập Tam Hiệp càng có khả năng nguy cơ bị vỡ, và nếu nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và đó là một điều rất đen tối cho phía Trung Quốc, và tin đó là một trong những tin thật đáng buồn. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy thông báo các trận lũ quét có nguy cơ tàn phá mùa màng ở các thành phố trực thuộc tỉnh này như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng và An Khánh. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương phải kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin và sơ tán người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Ở Hồ Bắc, các cơ quan kiểm soát lũ cũng đã nâng cấp độ phản ứng từ 3 lên 4 mức độ cao nhất. Tỉnh này đã trải qua 6 trận mưa lớn kể từ đầu mùa, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6. Các clip của thành phố Trùng Khánh, Tây Nam của Trung Quốc, video được người dân ghi lại cho biết mực nước tại một số trạm thủy điện dọc con sông Dương Tử và những nhánh sông gần đó đã chạm mức báo động đỏ. Trong khi đó, mực nước ở một trong năm hồ lớn nhất của Trung Quốc đang vượt mức báo động 2 mét. Nguy cơ vỡ đê sạt lở là rất cao. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của Trung Quốc dự báo trong một vài ngày tới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần, sấm sét vẫn liên tục xuất hiện dày đặc ở 28 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc, thậm chí nó còn lây sang các khu vực lân cận. Đề nghị người dân và các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và đề phòng.